Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, sức nóng của vụ việc cô gái trẻ bị sát hại rồi phi tang ngày 29 Tết còn chưa nguôi ngoai bởi hành vi đê hèn dã man của nghi phạm. Mới đây, dư luận lại thêm một phen bàng hoàng trước thông tin về cô gái sinh năm 2003 bị mất tích, sau đó tìm thấy khi đã tử vong tại một phòng trọ thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Giữa màn đêm hưu vắng, người dân gần hiện trường phát hiện nạn nhân không khỏi xót xa trước tiếng khóc xé lòng của người thân bạn bè. Nuôi nước mắt, một người bạn của nạn nhân bày tỏ xót thương trước hoàn cảnh của cô gái xấu số. Ngày 19 tháng 2, lực lượng chức năng cho biết đã tìm thấy chị LTTL, sinh năm 2003, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tại một phòng trọ ở quận Cầu Giấy. Bước đầu xác định chị L bị sát hại, nghi phạm vụ việc là HMH, sinh năm 2004, quê quán Bắc Giang. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, chị L là quản lý khu trọ nơi phát hiện vụ việc. Một trong những nhiệm vụ của cô gái là dẫn khách đi xem phòng và thu tiền thuê trọ hàng tháng. Ngày mất liên lạc với gia đình, chiều ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 Tết, cũng là thời điểm chị L đang dẫn khách đi xem phòng. Tại hiện trường, người thân bạn bè của LTTL khóc ngất khi nhận tin cô gái trẻ đã mất. Bạn cùng phòng của LTTL không đứng vững, gào khóc gọi tên bạn. Cô khóc nấc, cho biết vào ngày mùng 6 âm lịch, bản thân cùng L bắt xe lên Hà Nội. L còn chuyển khoản cho mình để trả tiền xe. Đến ngày mùng 7 âm lịch, cả đêm không thấy L về. Vì tính chất công việc của bạn nên mình không có nghĩ ngợi gì. Đến ngày hôm sau, Lan Anh vẫn chưa thấy bạn cùng phòng về. Cô gọi hàng chục cuộc không thấy hồi âm. Nhiều ngày sau không thấy bạn đâu, Lan Anh hốt hoảng lên cơ quan công an trình báo. Người bạn của nạn nhân nghẹn ngào cho hay, khoảng 15 giờ chiều ngày 19 tháng 2, trong lúc làm việc đã nhận được một cuộc điện thoại hỏi, bạn em có phải người quản lý của khu chung cư quận Cầu Giấy không? Vừa phát hiện một nữ giới tử vong nghi là L, người mất tích trong ngày mùng 7 Tết. Khi nghe thông tin, cả người mình run lên, không dám cầm máy nghe nữa, phải nhờ đồng nghiệp nghe giúp và xác nhận. Bạn cùng phòng của nạn nhân tức tốc chạy đến hiện trường. Trên đường đi, cô vẫn hy vọng một phép màu xảy ra, đó không phải là người bạn của mình. Nhưng khi đến hiện trường, cô ngất đi khi nhận tin dữ. Bố của L đã vào xác nhận, cô gái bị sát hại chính là L. Cô gái này cho hay, L sinh ra tại Thanh Hóa, trong một gia đình có ba chị em. Mẹ của L đã mất khoảng 4 năm trước. Vì hoàn cảnh khó khăn, L cùng bố làm kinh tế để lo cho hai em ăn học. Do hoàn cảnh khó khăn nên L chỉ tập trung vào công việc, vì vậy L vẫn chưa có ý định yêu đương. Người bạn cùng phòng tiết lộ thêm, L luôn tâm sự về ước mơ xây một căn nhà mới ở quê cho bố và hai em, mua được một chiếc xe ô tô cho gia đình và có đủ điều kiện kinh tế nuôi hai em ăn học. Nhưng nay, ước mơ chưa kịp thực hiện thì chuyện đau lòng xảy ra. Trước đó, ngay khi tiếp nhận thông tin của gia đình về việc gia đình không liên lạc được với chị L, từ 15 giờ ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 Tết. Khi đi, cô gái sinh năm 2003, mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Căn cứ các tài liệu ban đầu thu được, xét tính chất vụ việc, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo đăng tải thông tin truy tìm người mất tích trên trang Facebook Công an thành phố để hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Đồng thời, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã tập trung rà soát, tổ chức xác minh, truy tìm chị L. Đến khoảng 12 giờ 30 ngày 19 tháng 2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tìm thấy chị L trong tình trạng tử vong, đồng thời bắt giữ nghi phạm vụ việc. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cũng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hàng loạt vụ án sát hại với thủ đoạn máu lạnh xảy ra khiến dư luận không khỏi hoang mang lo sợ. Nhắc đến đây, hẳn quý vị khán giả chưa thể quên được vụ việc cô gái trẻ bị sát hại rồi phi tang ngày 29 Tết ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình điều tra và tìm ra tung tích của nạn nhân khi nhận được tin báo mất tích của gia đình, bằng các biện pháp nghiệp vụ và thu thập hình ảnh camera của dãy trọ nơi nạn nhân sinh sống, đã tố cáo được tội ác của hung thủ khi gây án. Ngày 14 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1999, quê Tiền Giang, về tội cướp tài sản, sát hại người và giở trò đồi bại. Nạn nhân là chị VTT, sinh năm 1999, quê Đồng Nai. Theo đó, chị T làm công nhân tại thành phố Thủ Đức, thuê trọ sống cùng bạn trai ở phường Tăng Nhơn, Phú B. Còn Khoa thì sống cùng một người phụ nữ ở phòng khác cùng dãy trọ.
Hơn một tháng trước, người yêu của chị T về quê ở Phú Yên. Theo điều tra, chiều 8 tháng 2, 29 Tết, sau giờ làm cuối năm, T nhắn tin cho gia đình thông báo bắt đầu đi xe về nhà đón Tết. Tuy nhiên, gia đình chờ mãi vẫn không thấy cô về, không thể liên lạc nên sáng 30 Tết qua điện thoại di động, người yêu chị T nói với gia đình chị là đã nhờ người đến phòng trọ tìm, nhưng thấy cửa khóa ngoài. Trưa 30 Tết, gia đình chị đến phòng trọ của con gái thì thấy phòng không có sự xáo trộn, xe máy vẫn để ở bên trong, trên xe có treo nhiều túi đồ để chuẩn bị về quê. Qua tìm kiếm, người thân không thấy ba lô của chị T thường dùng, điện thoại và chìa khóa xe, sau đó gia đình chị T đã đến công an phường Tăng Nhân Phú B trình báo. Sau khi nhận tin báo, công an phường Tăng Nhân Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và tổ chức tìm tung tích của người mất liên lạc. Tại nhà trọ nơi chị T ở, cảnh sát ghi nhận xe máy, quần áo, đồ dùng cá nhân vẫn còn, không có sự xáo trộn bất thường. Hình ảnh camera an ninh đặt tại đầu cổng dãy trọ cho thấy, sau khi đi làm về, chị T chưa từng rời khỏi dãy trọ. Từ kết quả báo cáo của Công an thành phố Thủ Đức, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại. Ngày 12 tháng 2, mùng 3 Tết, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh phân công Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra xác lập chuyên án điều tra. 6 tổ công tác sau đó đã chia nhau rà soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ, phát hiện Nguyễn Đăng Khoa hiện thuê trọ tại phòng trọ số 14 chung dãy trọ với chị T có nhiều biểu hiện bất thường. Hình ảnh cũng ghi nhận hôm 30 Tết, Khoa đã chở nhiều túi ni lông đen bằng xe máy ra khỏi khu trọ. Ngay trong đêm chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được Nguyễn Đăng Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân, kết quả giám định và tài liệu chứng cứ thu thập được có đủ căn cứ và cơ sở khẳng định đối tượng Nguyễn Đăng Khoa đã thực hiện hành vi cướp tài sản, sát hại người và xâm phạm đối với chị T vào ngày 8 tháng 2. Tại cơ quan điều tra, Khoa thừa nhận đã sát hại chị T. Theo đó, Khoa sống cùng dãy trọ với chị T trên đường Quang Trung và có tình cảm với chị này. Nhưng do nạn nhân đã có người yêu sống cùng nhau trong khu trọ. Vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 2, 29 Tết, thời điểm dãy trọ vắng vẻ, khi thấy T ở phòng trọ một mình, chuẩn bị về quê nên nảy sinh ý định đen tối. Hắn giả vờ gọi nạn nhân nhờ qua khiêng phụ đồ đạc. Khi T qua đến nơi, Khoa đã khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa uy hiếp cướp tài sản. Bị chống cự, hắn ra tay tấn công nạn nhân tử vong rồi hãm hại. Sau khi gây án, Khoa đã lấy lắc tay, ba nhẫn, dây chuyền, bông tai và 3 triệu đồng của nạn nhân. Để che giấu hành vi phạm tội, Khoa đã chia nạn nhân thành nhiều phần rồi bỏ vào túi ni lông đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, thuộc phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. Tiếp đó, y đã về quê vợ ở Bình Định lẩn trốn cho đến khi bị bắt. Ngày 15 tháng 2, lãnh đạo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức khen thưởng Công an thành phố Thủ Đức, một số phòng nghiệp vụ Công an thành phố và các cá nhân phá thành công vụ án có cô gái mất tích khi chuẩn bị về quê ăn Tết bị sát hại, phi tang ở khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức. Cụ thể, 5 tập thể được Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng gồm đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thủ Đức, Công an phường Tăng Nhân Phú B, đội kỹ thuật hình sự Công an thành phố Thủ Đức, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC01 và phòng kỹ thuật hình sự PC09 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh gửi thư khen kèm thưởng đối với 2 tập thể là đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thủ Đức và Công an phường Tăng Nhân Phú B. Thành ủy thành phố Thủ Đức có quyết định khen thưởng đối với các đơn vị gồm Ban chỉ huy Công an thành phố Thủ Đức, đội cảnh sát hình sự, đội kỹ thuật hình sự, Công an phường Tăng Nhân Phú B thuộc Công an thành phố Thủ Đức, phòng PC01, PC02, PA06, PA09 thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức. Ngoài ra, nhiều cá nhân có thành tích trong việc phá nhanh vụ trọng án này cũng được khen thưởng. Đại tá Trần Thị Kim Lý cho biết đến nay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đăng Khoa. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết điều tra làm rõ bản chất của vụ án nhằm xử lý đúng bản chất vụ việc và đối tượng đã thực hiện hành vi sát hại cô gái.